Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, Phong vẫn đưa thông báo năm nay diễn hành Tết trên đường Bonsa sẽ diễn ra vào ngày 22 tây tháng 1, tức là ngày mùng 1 Tết, ngày Chủ nhật vào tháng tháng 1 năm 2023. Quý vị nào ở các tiểu bang ở khắp nơi muốn về tham dự thì quý vị có thể về Lý Đô Sài Gòn trong dịp này và sắp xếp lịch cho quý vị. Cũng như là nếu quý vị muốn tham gia vào buổi diễn hành thì và cái cuộc diễn hành thì có thể liên lạc với ban tổ chức và phong sẽ cập nhật cái số điện thoại cũng như là email của ban tổ chức để quý vị có thể tiện việc ghi danh à, trong đó thì có thể quý vị đại diện cho cộng đồng ở khắp nơi về lý đô sài gòn tham dự buổi diễn hành tết năm nay cảm ơn tất cả khán thính giả và đó là thông báo của phong và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta đầu tiên hết là phần tin Hoa Kỳ, Sam Bankman-Fried đã công bố dự tính sẽ có thêm một cái à, à, dịch vụ làm ăn mới sau khi có sự sụp đổ của công ty buôn bán tiền điện tử FTX. Bản tin mới nhất cho biết là người sáng lập công ty FTX là Sam Bankman-Fried đã công bố một dự tính là sẽ bắt đầu một cái à, chuyến du hành cho một cái à, mối làm ăn mới sau khi một vài tuần lễ mà cái công ty về tiền điện tử của ông ta đã bị sụp đổ hoàn toàn trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình BBC vào ngày thứ Bảy, nhân vật 30 tuổi này đang đối diện với hàng loạt các đơn kiện về dân sự nhắm vào ông ta và công ty của ông ta. Trong đó, ông ta nói rằng ông ta có thể cho ra tất cả mọi thứ để mà thành lập một cái mối làm ăn mới trong nỗ lực mà trả lại tiền cho nhà đầu tư tôi có thể ra đưa ra tất cả để có thể làm được điều này và tôi có thể ra cố gắng nếu tôi có thể đó là lời phát biểu của ông Ben Manfred đã đưa ra sau khi ông dự tính là sẽ có một công ty mới trong đó để tìm cách gây dựng lại thế lực về tài chính sau khi công ty FTX của ông ta đã khai phá sản khiến cho nhiều nhà đầu tư đã bị mất hàng triệu mỹ kim tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi có thể giúp và và, và cho thế giới và nếu à, sử dụng tất cả những cái, cái này tôi có thể tôi nghĩ rằng tôi làm được điều đó cho họ và tôi có thể nghĩ tới việc mà à, FTX những người sử dụng này có cái quyền à, làm à, sử dụng FTX có giá giá trị lên tới 32 tỷ mỹ kim sau khi mà họ à, đã gây quỷ, à, gây dựng được cái quỹ à, vốn là 400 triệu mỹ kim từ các nhà đầu tư à, trước khi mà họ sụp đổ vào tháng 11 năm nay và đây được xem là một trong những cái cuộc sụp đổ gây chấn động cho thị trường của thế giới bên cạnh đó thì ông này cũng sẽ phải ra điều trần trước cái ủy ban ở tại quốc hội trong việc mà trả lời tất cả những cái việc vận hành công ty FTX đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay giải thích về lý do tại sao mà can thiệp cho cô Kriner là một vận động viên thể thao về bóng rổ ra khỏi nhà tù của Nga nhưng không phải là ông Paul Wulin thì phía Tòa Bạch Ốc đã lư, đưa ra lời tuyên bố nói rằng Nga sẽ không trả tự do cho cựu thủy quân lục chiến Paul Willen trong cuộc trao đổi tù binh. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc là ông John Kirby nói rằng chính quyền Nga sẽ không đồng ý trả tự do cho cựu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là Paul Willen à, trong cái cuộc trao đổi từ tù, tù binh à, tù nhân giữa công dân Nga và sau khi Nga đã trả tự do cho cái cô ngôi sao bóng rổ là Pitney Greener trong cuộc trao đổi đối với lại tay buôn vũ khí có tên là Victor Booth. À, trong uh, cuộc phát biểu vào ngày chủ nhật, ông John Kirby cho biết việc uh, trao đổi với ông Willen sẽ không bao giờ được chọn lựa bởi phía nga đó là lời khẳng định của ông ta sau khi mà có những lời chỉ trích cho rằng chính quyền của Joe Biden đã không can thiệp cho ông Paul Willen mà thay vào đó là cô Kriner uh, và ông Willen đã bị bắt giữ từ năm 2018 và bị kết án 16 năm tù vì tội làm gián điệp Họ đối xử với ông Paul khác biệt và à, trong một cái án truy tố mà họ cho là à, về hoạt động gián điệp đó là lời phát biểu của ông Kirby đã phát biểu với đài truyền hình Fox. Tuy nhiên thì à, tuần trước ông William đã phát biểu trên đài truyền hình CNN qua điện thoại, ông ta nói rằng ông ta rất bất mãn bởi vì đáng lý ông ta phải được là cái người ưu tiên nhưng cuối cùng ông đã không được ưu tiên được được trả tự do và tôi đã bị bắt giữ trong một cái tội mà tôi chưa bao giờ phạm. Và tôi không hiểu lý do tại sao tôi vẫn còn trong nhà tù. Đây là lời phát biểu của ông Willen đã phát biểu bằng điện thoại trên đài truyền hình CNN. Tuy nhiên thì ông Kirby đã lên tiếng tranh luận cho rằng là do phía Nga từ chối không muốn trả tự do cho ông Paul Willen chứ không phải là phía Hoa Kỳ không muốn can thiệp. Trong khi đó thì em gái của ông Willen là Elizabeth nói với đài truyền ABC gia đình của họ hy vọng rằng cô Greener sẽ là sẽ người trở về trước và trong đó họ nói rằng chúng tôi biết rằng Nga vẫn đối xử với ông Paul một cách khác biệt và chúng tôi vẫn biết rằng là có những cái chuyện gì đang xảy ra và cuối cùng thì chúng tôi đã đoán trúng và cô ta đã được trả tự do trước. Đây được xem là một trong những cái uh, chi tiết liên quan tới việc trả tự do cho một ngôi sao bóng rổ của Hoa Kỳ phạm tội mang cần sa vào nước Nga so với lại ông Paul Whelan một cựu thủy quân lục chiến đã bị nga bắt giữ về tội hoạt động gián điệp đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay bản báo cáo mới nhất cho thấy đặc sứ về năng lượng của hoa kỳ kêu gọi các nhà đầu tư là phải chấm dứt cái việc gọi đầu tư vào việc khai thác về năng lượng Đặc sứ môi trường của Hoa Kỳ là Amos Hosten đã mô tả việc từ chối các uh, của các quốc gia đầu tư vào cái gọi là um, uh, cái uh, ngành mà khai thác về năng lượng là điều đó là không có giá trị của người Mỹ trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ Financial Times vào ngày Chủ nhật Tôi nghĩ rằng sáng kiến mà các nhà tài chánh À, và nói với các công ty là hoa kỳ sẽ không có sản xuất về dầu khí và chỉ mua lại tất cả những cổ phiếu và gia tăng cái việc chia rẽ trong cái uh, lợi nhuận ở t trong cái uh, lợi nhuận cao nhất đó là điều không phải là của người mỹ mà nó là một điều bất công cho công chúng của người mỹ đây là lời phát biểu lần đầu tiên của ông horton đưa ra sau khi ông này lên tiếng chỉ trích công ty Exxon mobile loan báo về việc mà công ty này sẽ mua lại uh, tất cả những cổ phiếu À, quý vị có thể mua lại tất cả những cái cổ phiếu quý vị có thể mua lại tất cả những cái uh, cổ đồng quý vị có thể có được uh, cái lợi nhuận uh, và quý vị có thể làm bất kỳ điều gì muốn điều chúng tôi yêu cầu quý vị là tăng cường sản xuất trong giai đoạn này đó là lời phát biểu của ông này đã đưa ra tuy nhiên thì chính cái cơ quan đặc trách về năng lượng của Hoa Kỳ đã giới hạn theo sắc lệnh của Joe Biden là không cho phép thuê mướn các vùng đất của liên bang để có thể khai thác về năng lượng, trong khi dẫn áp lực các công ty này là tăng cường xuất cảng. Công ty Exxon Mobil đã loan báo việc mà mua lại tất cả những cái cổ phiếu của họ trong tuần lễ này và gia tăng cái uh, căn uh, cái mức lương căn bản cho tất cả những uh, lãnh đạo cũng như là những uh, giám đốc điều hành trong năm tới. Đây được xem là một trong những cái lời chỉ trích của cái nhân vật được xem là hoạt động trong cái vấn đề gọi là chống lại cái năng lượng truyền thống và muốn thúc đẩy cái năng lượng xanh của chính quyền Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện lên tiếng cảnh cáo về cái chính sách gọi là ESG, có thể vi phạm vào luật antitrust và đòi hỏi phải có một số những chứng từ từ các cái nhóm đầu tư ít nhất là sáu thành viên của đảng cộng hòa tại cái quỹ ban đặc trách về tư pháp của hạ viện đã phát động cuộc điều tra để thúc đẩy cái việc mà các cái nhóm hoạt động về môi trường đã vi phạm vào cái luật chống độc quyền của liên bang trong nỗ lực mà họ thử thúc đẩy một cái nghị trình gọi là environmental social and governance tức là môi trường xã hội và quản lý đó là, là một cái nghị trình gọi là esg trong đó họ lo ngại rằng việc mà trong cái lá thư đề ngày 6 tây tháng 12 ít nhất của hai giám đốc điều hành của một cái cái nhóm đầu tư gọi là climate action 100 plus trong đó gần như họ thúc giục các ngân hàng tài chính là không nên tài trợ cho những công ty khai thác về năng lượng dầu khí hay là khí đốt và ESG hiện nay đang bao gồm luôn việc mà có những cái thái độ để tìm cách gọi là ngăn chặn cái nguồn đầu tư tài chính từ ở các cái dầu hỏa và khí đốt cũng như là yêu cầu kiểm soát vũ khí và đồng thời thúc đẩy việc mà và ủng hộ cho phá thai và trong đó bao gồm luôn cả cái việc gọi là đối phó với nạn tin giả trong lá thư. Trong đó thì các nhà lập pháp cho thấy rằng là những nhóm này À, đã được à, các nhà lập pháp mô tả là những theo, tức là những tên trùm à, cố tình thúc đẩy một cái nghị trình mà gây thiệt hại cho nước Mỹ, nhân danh là khí hậu toàn cầu. Trong đó gần như là họ đã thúc đẩy tất cả các công ty tài chính ở trên toàn Hoa Kỳ là không cung cấp nguồn tài chính hay cho vay đối với những cái à, khai thác về năng lượng tại Hoa Kỳ và mục tiêu của họ là gần như muốn giết chết ngành năng lượng truyền thống của hoa kỳ và cái uh, mục tiêu của esc này đang phá hủy toàn bộ cái nền tảng của hoa kỳ đó là một trong những cái lời lo ngại của các thành viên của đảng cộng hòa ở tại hạ viện và trong đó họ nói rằng những hành động này có thể đã vi phạm vào cái uh, quy tắc của cái luật chống độc quyền tại hoa kỳ tức là antitrust lá thư này đã được viết ra bởi uh, uh, son Edler, vốn là chủ tịch của một cái tổ chức đầu tư ở tại uh, New York có tên gọi Equinox Partner và trong đó tờ Wall Street Journal đã công bố cái bản uh, uh, gọi là bài viết của cái tổ chức gọi là cái phong trào ESG này là một trong những cái uh, mục tiêu nhắm vào việc mà gọi là có những cái hành động vi phạm vào luật chống độc quyền của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái uh, báo động mới của các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Cùng một lượt được xem là khá chú ý trong ngày hôm nay là Dân biểu Kevin McCarthy đang là chủ tịch khối thiểu số và trong ngày 3 tây tháng 1 có thể trở thành chủ tịch của Hạ viện tuyên bố là sẽ tống trác đối với lại 51 viên chức tình báo trong việc mà họ cố tình dựng nên câu chuyện là Nga xen vào cuộc bầu cử thông qua cái laptop của Hunter Biden. Chủ tịch khối thiểu số tại Hạ Viện là ông Kevin McCarthy, người có thể trở thành tân chủ tịch của Hạ Viện sau ngày 3 tây tháng 1 năm tới, à, tuyên bố là ông sẽ tống trác mời với 51 viên chức tình báo đã gây tác hại cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 khi họ gọi cái uh, câu chuyện laptop của Hunter Biden là một cái chiến dịch dựng chuyện gây nhiễu thông tin từ phía Nga lúc đó thì à, ông Joe Biden đã và chiến dịch tranh cử của ông ta đã dùng lá thư của 51 viên chức tình báo này để áp lực tất cả các công ty mạng hội và các công ty truyền thông không nên đăng bản tin của cái laptop của Hunter Biden và 51 nhân viên này đã ký lá thư đó à, nói rằng là cái à, bản tin liên quan tới cái laptop của Hunter Biden là sai lạc và đó là do nga dựng lên câu chuyện này và bây giờ chúng ta sẽ phải điều tra về tất cả những cái uh, uh, hoạt động của họ. Trong đó thì uh, ông đã lên tiếng và nói rằng những nhân vật này bao gồm luôn cả uh, giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia là James Clapper, người do Obama bổ nhiệm và cựu giám đốc cơ quan tình báo CIA là John Brennan và trong đó ông nói rằng tại sao họ ký trong lá thư này và tại sao họ nói là uh, họ dối trá với lại công chúng của Hoa Kỳ, uh, Clapper hay là Brennan và tại sao sử dụng cái hình ảnh này để mà bôi nhọ và có mục tiêu chính trị và nói láo với công chúng Hoa Kỳ. Ông McCarthy đã phát biểu như trên. Và ông nói rằng trong cái hồ sơ Twitter file của ông Elements tung ra thì trong đó cho thấy họ làm cách nào bằng mọi giá đánh bại ông Trump và chờ có cái chủ trương chống ông Trump từ các viên chức nằm trong chính phủ Hoa Kỳ lúc thời điểm đó và nằm trong bộ tư pháp hay là FBI. Họ đã tìm cách áp lực công ty Twitter và một số công ty mạng xã hội khác không đăng cái, bà, cái câu chuyện về, về laptop của Hunter Biden và kể cả người đã chính thức can dự vào việc này là bà Michelle Obama là cựu đệ nhất phu nhân và đương kim phó tổng thống của Hoa Kỳ bây giờ là Kamala Harris đã tìm cách bích miệng ông Trump. Đây được xem là một trong những cái tuyên bố mới nhất của ông Kevin McCarthy nhằm để có thể làm minh bạch về tất cả những diễn biến xảy ra năm 2020. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới cái hồ sơ của à, Twitter file mà trong đó nhân vật cựu, à, giám cựu làm việc à, của nhân viên FBI và là cựu cố vấn của công ty Twitter James Baker có thể sẽ bị kỳ truy tố tội đã cố tình qua mặt ông à, chủ của à, à, Twitter để mà xóa hoặc là xâm phạm vào trong cái tập hồ sơ mà ông Elmer đã muốn công bố. James Becker, được xem là cựu luật sư của công ty Twitter trước đây, người đã bị ông Elamis sa thải ngay lập tức ngay sau khi mà ông ta đã có hành động cản trở hoặc là ngăn chặn cái tập hồ sơ nội bộ mà ông Elamis chuẩn bị công bố ra bên ngoài và điều này có thể dẫn tới việc ông ta vi phạm vào cái luật của Hoa Kỳ theo luật hình sự và trong đó có thể à, nằm ở trong một cái à, tình trạng ông ta bị truy tố trong cuộc phỏng vấn mới nhất với lại à, NTD TV thì nhân vật có tên là Mike Davis là cựu sáng lập và là tổng giám đốc điều hành của một tổ chức có tên gọi là article 3 project hay còn gọi là a3p à, trong đó nói rằng nhà ông này ông Baker là một viên chức hàng đầu mà Obama đã được bổ nhiệm trong cái uh, cơ quan FBI và làm việc trong vai trò là một uh, cố vấn uh, tổng cố vấn của và thanh sát của cơ quan FBI sau khi mà ông ta bị đuổi việc ra khỏi cơ quan này ông ta đã trở thành luật sư hàng đầu của công ty Twitter và ông ta đã làm việc với FBI để mà tìm cách à, miệng cái bản ba bài báo cáo của tờ New York Post liên quan tới cái laptop của Hunter Biden và cái tai tiếng này và trong đó diễn ra vào năm 2020, ảnh hưởng tới kết quả bầu cử và hành động này có thể dẫn tới việc mà ông này sẽ bị truy tố một cái tội hình sự liên quan tới vấn đề xen vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái kết quả của những kẻ được xem là có cái thái độ thiên vị và tìm cách xóa bỏ đi một số những cái chi tiết quan trọng ở trong cái tập hồ sơ này. Cùng một lượt thì cũng liên quan tới công ty Twitter ngày hôm nay, ông Elon Musk đã bắt đầu nhắm vào ông Dr. Fossey và với một những cái tweet mà ông ta nói rằng là ông Dr. Fossey cần phải bị truy tố chủ nhân công ty Twitter là ông elon musk đã bắt đầu nhắm vào nhân viên được nhân vật được xem là cố vấn về y tế của tòa Bạch ốc là ông Anthony fauci à, trong cái tweet và ít nhất là hai ba cái tweet ngày chủ nhật trong đó bao gồm luôn việc kêu gọi một cái hành động à, pháp lý nhắm vào ông này trong việc mà ông này đã có hành động dập tắt những tiếng nói đối lập ở trong cái à, việc mà cái chiến dịch chống dịch năm 2020 và 21 ở à, trong à, một cái tweet thì ông à, elon musk đưa ra và nói rằng sự phát âm của tôi là truy uh, tố ông Fossey tức là prosecute Fossey uh, giám lúc là kể cả lúc mà ông ta là giám đốc của cơ quan nghiên cứu về dịch bệnh và dị ứng của quốc gia và trong một cái tweet khác thì khi mà người uh, sử dụng twitter hỏi ông Elmer rằng là việc này là ông có thể giải thích trong có phải nằm trong cái tập hồ sơ về trial file hay không thì ông Elmer sẽ trả lời là yes và trong đó trong một cái tweet thứ hai thì ông lại nói rằng just one more lockdown my king đây là một cái câu nói rất nổi tiếng trong cuốn phim law of the ring và cùng một lượt thì ông đã cho đưa một cái tấm hình được chỉnh sửa trong đó thì cái nhân vật được trong cuốn phim này rất là nổi tiếng và trong cuốn phim này có cái nhân vật này có cái tên được xem là nhân vật phản diện ở trong cái phim này và nhân vật này có tên là Warm Togu. À, trong cuốn phim Lord of the Ring là của nhân vật phản diện và đã nói thầm trong tay của trong tay của vị hoàng đế có tên là Theoden à, khi mà kì, à, tiếp tục giữ ông ta trong cái vai trò gọi là cố vấn phù thủy và đây được xem là một trong những cái tweet và tấm hình của Triller này là lấy mặt của Theoden để thay thế vào mặt của à, ông à, ông hoàng đế Theoden ở trong cuốn phim cũng như là nhân vật gọi là Gom là một nhân vật phản diện trong Lord of the Ring thì đã đưa đưa gương mặt của Dr. Fossey ở trong đây. Đây được xem là một trong những cái cuộc tấn công trực tiếp của ông Elon Musk nhắm vào ông Dr. Fossey khi ông này đã đưa ra những chính sách và bịt miệng đối với những ai phản biện về chính sách chống dịch của ông ta. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, Twitter cho biết họ sẽ cho tái lập lại cái nút xanh ở trên cái trang Twitter mà trong đó là với cái lệ phí cao hơn so với lệ phí bình thường. Công ty Twitter sẽ cho tái lập lại cái à, việc mà ghi danh cái à, gọi là Twitter Blue, tức là cái nút màu xanh ở trên cái trang Twitter trong ngày thứ hai với một cái mức giá cao hơn à, dành cho tất cả những à, người sử dụng trên trang Apple à, cái, và trên cái à, hệ thống thiết bị của Apple. Công ty này đưa ra loan báo vào ngày thứ bảy và trong đó thì à, những người sử dụng có thể sẽ đóng lên tới đóng đóng tiền lên tới à, 14 mỹ kim và trong đó cho phép họ có quyền tweet đưa những cái video khoảng với cái với cái độ nét tức là cái pixel là tới 1080p và trong đó cái nút Blue check này sẽ là xác nhận cái cái chương mục của họ và Twitter đã không giải thích tại sao Apple những người sử dụng Apple lại phải trả cái giá cao hơn so với lại những cái cái trang vận hành khác như là như của công ty Google. Đây được xem là một thông báo mới nhất của công ty Twitter đã đưa ra. Cùng một lượt thì Bản tin mới nhất cho biết là cái nhóm bầu cử đã lên tiếng và nói rằng là Zuckerberg đã bắt đầu cung cấp tiền cho một số những cái nhóm đã hoạt động trong cái cuộc bầu cử năm 2020 trị giá hàng trăm triệu Mỹ Kim và dùng để gây ảnh hưởng kết quả bầu cử và phía đảng Cộng Hòa cho biết họ sẽ ban lệnh cấm đối với những hoạt động này đồng thời là sẽ cho điều tra lại. Bản tin mới nhất cho biết thì cái một cái tổ chức có trụ sở đặt tại Chicago có tên gọi là Sender for Tech and Civil Life công bố cho thấy cái chi tiết là số tiền của Elon Musk đã cung cấp cho họ hàng trăm triệu Mỹ Kim dùng để làm gì. Và trong đó có 10 cái quận à, và hàng loạt các cái viên chức à, về bầu cử là một phần trong cái nhóm này đã nhận được số tiền của cái tổ chức có tên gọi là US Alien for Election Excellence Tổng cộng là 80 triệu Mỹ Kim à, trong vòng 5 năm tới, trong đó là có một số những giới hạn và các thành viên bảo thủ cho biết là cái số tiền này nằm trong tổng số tiền lên tới 350 triệu Mỹ Kim đã được ông à, Mark Zuckerberg và vợ của ông đã quyên góp mà người ta gọi là Zucker, Zuckerberg và trong đó gần như số tiền này đã gây ảnh hưởng tích tới kết quả bầu cử của nhiều địa phương khi mà số tiền này được sử dụng để hỗ trợ cho những cái à, à, hoạt động à, vận động của đảng dân chủ và kể cả một số những cái số tiền này đã được cung cấp cho những cái tổ chức ủng hộ cho đảng dân chủ đây được xem là một trong những cái hành động có thể được xem là xen vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và có thể sẽ có những cái hành động pháp lý đối với công ty Facebook đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay đầu tiên hết là bản tin mà hoa kỳ đã lên án chính quyền của hồng kông đã có hành động kết án một cách bất công đối với nhà tài phiệt là ông jimmy lai Hoa Kỳ đã lên án gây gắt chính quyền và tòa án của Hồng Kông đã quyết định kết án đối với nhà tài phiệt về truyền thông là ông Jimmy Lai. Ở trong đó, gần như đảng Cộng sản Trung Quốc đã không truy tố ông được cái tội âm mưu lật đổ chế độ. Và bây giờ, sử dụng một bản án khác là nói rằng ông đã có hành động gọi là lừa gạt ở trong cái cái hợp đồng thuê mướn cái tòa building dành cho tờ Apple Daily trước đây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Ned Price trong ngày Chủ nhật lên tiếng thúc giục chính quyền Cộng sản Trung Quốc là phải tôn trọng cái quyền tự do về báo chí, bao gồm luôn cả quyền tự do về ngôn luận ở tại Hồng Kông và không nên xóa bỏ tất cả những cái nền tự trị của Hồng Kông, đặc biệt là một phiên tòa bất công dành cho ông Jimmy Lai, đã diễn ra trong tuần qua, ông Lai đã bị cáo buộc là sử dụng cái tổ chức truyền thông của ông để mà thực hiện một cái chiến dịch mà họ nói rằng là âm mưu lật đổ chế độ trong lúc mà cái headquarter của ông đã nơi là nơi được xem là điều hành cái công ty Apple Daily và trong đó nói rằng cái công ty của ông đã có hành động lừa gạt về cái hợp đồng thuê mướn này. Ông Lai đã bị phạt lên tới 2 triệu đồng hồng kim tức là khoảng 257.000 Mỹ Kim về việc gọi là vi phạm hợp đồng thuê mướn và ông ta đã bị disqualified tức là đã bị vừa thiếu điều kiện trở thành một cái giám đốc của công ty trong 8 năm và trong đó bản án này là kết án ông với 5 năm tù và 9 tháng trong việc mà vi phạm hợp đồng này Hoa Kỳ lên án gây gắt việc sử dụng một tội danh khác để mà quy chụp đối với ông Jimmy Lai trong một phiên tòa bất công và đó là lời phát biểu của ông Ned Price đã đưa ra trên Twitter và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không thể đủ hội đủ cái điều kiện và yếu tố truy tố ông về cái tội gọi là âm mưu lật đổ chế độ khi và ông và một số người khác năm 2019 đã quyết định tổ chức một cái cuộc bầu cử thay vì chính quyền Hồng Kông đã nhân danh là cái tình trạng đại dịch đã cho dời lại cái cuộc bầu cử của họ vì sợ thua và ông Jimmy Lai cùng với một số người khác quyết định vẫn tiến hành cái cuộc bỏ phiếu này. Vậy bây giờ Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng đạo luật uh, an ninh quốc gia lên lãnh thổ Hồng Kông năm 2020 và trong đó cáo buộc ông sử dụng cái cuộc bầu cử này là một hành động lật đổ chế độ và truy tố ông. Tuy nhiên, họ đã không đủ điều kiện và do đó họ tìm một cái tội danh khác để chụp mũ cho ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay và Hồng Kông ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Đài Loan cho biết họ đã chính thức duyệt xét việc mà gửi đơn kiện Trung Quốc trong vấn đề gọi là thiếu công bằng trong vấn đề các cái lệnh cấm vận của Trung Quốc đối với lại phía của Đài Loan đài loan cho biết họ sẽ có thể nộp đơn vào wto tức là tổ chức mậu dịch thế giới để khởi kiện trung quốc trong thời gian gần đây đã ngăn cấm tất cả những cái mặt hàng về thực phẩm và về thức uống của đài loan nhập cản vào trong thị trường của trung quốc trong đó vi phạm trầm trọng vào cái quy tắc của cộng đồng quốc tế theo tường trình của thủ tướng của quốc gia này cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng cái việc ban cấm tất cả những cái loại rượu bia hoặc là một số những sản phẩm về hải sản của Đài Loan vào thị trường của Trung Quốc và trong đó trước đây thì một số trái cây của Đài Loan cũng đã bị ngăn chặn và không được nhập cảnh vào thị trường của Trung Quốc. Điều này Đài Loan cho rằng đã vi phạm trầm trọng vào trong cái quy tắc của WTO tức là tổ chức mậu dịch thế giới và Đài Loan có thể nằm nộp đơn khởi kiện nhà nước cộng sản Trung Quốc trong việc gọi là có những hành động bất công về mậu dịch đây được xem là một trong những đơn kiện khá quan trọng của Đài Loan nhắm vào à, cái hệ thống cai trị tại Trung Quốc trong khi Trung Quốc sử dụng việc cấm nhập cảnh này như một hành động trừng phạt về kinh tế đối với Đài Loan khi mà Đài Loan thúc đẩy một cái tiến trình độc lập đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và Đài Loan và cũng liên quan tới Trung Quốc và Đài Loan ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ phát giác ra 8 chiếc máy bay quân sự và 4 chiếc tàu hải quân của Trung Quốc vẫn tiếp tục vây quanh đảo quốc Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết là 8 chiếc máy bay quân sự và 4 chiếc tàu hải quân của của Trung Quốc vẫn tiếp tục tiếp cận cái eo biển Đài Loan từ 6 giờ sáng ngày chủ nhật cho tới 6 giờ sáng ngày thứ hai. Một trong 8 chiếc uh, máy bay này là chiếc gọi là uh, trinh sát cơ chống tìm thủy đỉnh của trung quốc đã bay ở phía nam của vùng nhận dạng phòng công của đài loan bên cạnh đó thì một số những máy bay khác là chiến đấu cơ của đài qua của à, trung quốc cũng đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng công. đây là vùng xâm nhập mới nhất từ tối ngày hôm qua từ ngày hôm sáng ngày hôm qua cho tới sáng ngày hôm nay và gần như mỗi một ngày bắc kinh đã có cái sự xâm nhập vùng nhận dạng phòng không mà theo đó người ta tiên đoán là trung quốc đang tìm cách thay đổi hiện trạng trên eo biển đài loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, Phạm Minh Chính, người được xem là cái gọi là thủ tướng của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã năn nỉ phía Hòa Lan là làm ơn gỡ cái thẻ vàng, tức là làm ơn tháo gỡ cái lệnh cấm nhập cảng hải sản của Việt Nam trong lúc mà ông ta nói chuyện với lại thủ tướng của Hà Lan, của Hòa Lan là Mark Rutte. À, thủ tướng của Hà Lan đã đã có cuộc gặp gỡ với Phạm Minh Chính tại thành phố La Hay và đôi bên đã có cuộc thảo luận và trong cuộc thảo luận này thì thủ tướng cộng sản việt nam là phạm minh chính đã năn nỉ đài loan là sớm phê chuẩn một cái hiệp, cái hiệp hiệp định mà gọi là giữa việt nam và liên hiệp âu châu gọi là evpa trong đó là khuyến khích các cái công ty của đài loan đài đà của hòa lan có thể đầu tư vào việt nam và ủng hộ cho cái quỹ ban của quỹ hội âu châu là gỡ bỏ tất cả những cái là rào cản đối với ngành hải sản của việt nam đang được mô tả là những cái ngành hải sản này đang có tình trạng vi phạm trầm trọng vào cái luật an toàn thực phẩm của liên hiệp âu châu đây được xem là một trong những cái bước ăn mày và ăn xin cũng như là năng nỉ mới nhất của phạm minh chính trong chuyến công du tới á châu tới âu châu thì đúng hơn đó là bản tin liên quan tới tình hình của Âu châu ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của à, Việt Nam ngày hôm nay thì một trong những cái bản tin được xem là thời sự hàng đầu và đã bị lôi lên trên mạng xã hội và công kích rất nặng nề, đó là tình trạng cường hào ác bá nằm trong cái guồng máy cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi mà có một à, nhân vật được mô tả là à, đại biểu của hội đồng nhân dân ở tỉnh Quảng Ngãi. À, và đã có cái hành động được xem là đầy côn đồ khi dùng gậy đánh góp để đánh vào một nữ caddy đi à, đi theo ông ta trong cái việc công vụ đánh góp và khiến cho à, cái nữ caddy đi này phải vào bệnh viện và ông này vừa là đại biểu hội đồng nhân dân vừa là à, chủ tịch của các tập đoàn đất quảng đây được xem là một nhân vật đầy quyền lực ở tại à, khu vực ở à, miền trung Việt Nam và trong đó ông này có tên là Nguyễn Viết Dũng là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đất quảng và là đại biểu đương nhiệm của hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam và trước việc này xảy ra thì à, phía của à, dưới cái sự áp lực của dư luận thì người ta đang nghi ngờ là có sự bao che cho ông này khi ông này dùng gậy đánh góp và đánh đánh vào người của cái cô khác khiến cho cô phải nhập viện và cho tới giờ phút này ông ta vẫn chưa bị truy tố hình sự tội hành hung người khác và bây giờ thì hiện nay thì phía công an cho biết là họ mới bước chân vào điều tra sau khi mà có phản ứng quyết liệt và mạnh mẽ của nhiều người ở trên mạng xã hội tại việt nam đây được xem là một trong những cái biểu tượng về cái À, cái phong trào cường hào ác bá nằm trong quần mái cai trị và là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, trong phiên họp bất thường của cái gọi là Quốc hội Bù Nhìn của Cộng sản Việt Nam, thì à, Cộng sản Việt Nam lại đưa bánh vẽ ra và nói rằng sẽ cố gắng thúc đẩy cái mức GDP, tức là tổng sản lượng nội địa là 7% trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 và sẽ đẩy cái mức bình quân về lợi tức của người dân Việt Nam lên tới 7.500 Mỹ Kim. Bánh vẽ này đã được đưa ra ngay sau khi mà Phạm Minh Chính viếng tâm ở Âu Châu đã lên tiếng và năn nỉ Hòa Lan là cho vay và không cần phải trả tiền lời và thúc đẩy nguồn đầu tư của Hòa Lan vào Việt Nam. Và ông này đã lên tiếng và nói rằng lợi tức đầu người của người dân Việt Nam chưa tới 4.000 Mỹ Kim một năm, được xem là nằm trong số những quốc gia nghèo đói và đang phát triển thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, thì trong cái phiên họp của quốc hội bù nhìn vẫn đưa cái bánh vẽ là sẽ đẩy cái mức lợi tức của người dân lên tới 7.500 Mỹ Kim một năm. Đây được xem là một trong những cái bánh vẽ mới nhất mà cái quốc hội đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra để mà lừa gạt và tìm cách Mỹ dân trong cái vấn đề gọi là bế tắc về kinh tế và đang đối diện với một cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại Việt Nam. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin liên quan tới Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tân Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.